Còn bây giờ thì anh Thiên ảnh chuẩn bị câu thêm con bạch tuộc lên luôn nha các bạn. Cũng bạch tuộc khủng luôn nè. Thả mấy diều lớn này cực quá Thiên hả? Nani? Cái con bạch tuộc này là do cái con đầu kéo hồi nãy nó câu lên nè các bạn. Bạn biết sao không? Con cái gì mà con cá đuối nó bay bốc nữa. Nó kéo cái con bạch tuộc lên luôn. Bự ghê chưa? Bây giờ mấy ảnh cũng neo dây vô trong đây luôn nè các bạn. Neo dây vô đây để khỏi phải cầm. Ơi, thả nãy giờ đã tay không? Mỏi tay chưa con? Một con nữa nè các bạn. Con này là con cua nha. Đâu hết rồi, được rồi. Wow, con cua dễ thương ghê không? Wow, con cua dễ thương ghê chưa các bạn. Wow.
con cua tròn vo các bạn ơi. Cua này cua kinh rác nè. Bo qua chụp cua hay gì vậy bo? Chụp coi tới không? Cua khổng lồ. Kinh rác cũng khổng lồ. Đó, 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 đụng được cái chân rồi kìa. Ờ, nó bay lên lại rồi. Đụng nó bo, đụng nó bo. Ráng đụng cái chân nó coi. Đó bo, bo nó chuẩn bị xuống kìa bo ơi. Bo đó bo. Đó, 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 được rồi đó. Wow, bây giờ là thêm một con cua hồng nữa nè các bạn ơi. Cua hồng, cua cam luôn, hai con. Quá dễ thương luôn á. Mà bây giờ đang hết gió rồi, đợi chút nữa gió lên rồi hai con cua nó mới bay lên nha. Hết gió rồi, cá đuối nó rớt xuống nó đè cái xe hơi luôn rồi các bạn ơi. Đó, con diều cá đuối nó đang đè hết muốn hết cái xe hơi luôn đó các bạn. Trời sắp tối mà anh Thiên anh còn níu kéo rồi các bạn ơi. Có gió là anh thả lên nữa à. Nãy Thiên nói con này con đầu kéo phải không Thiên? Đây mình mở họng diều cho gió nó vô nha các bạn. Giờ chỉ chờ gió là diều nó lên thôi. À.
Thôi cô Lily xin kết thúc clip tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký, nhấn like, nhấn vào cái chuông để theo dõi video mới nhất của cô Lily nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.